Xin chào tất cả mọi người, em là Quyết, kỹ thuật công ty Thế Giới Mạo Vật. Em xin hướng dẫn mọi người cách sử dụng với máy in 42 PAI cộng. Thì các bước sử dụng là gồm: một đó là em hướng dẫn mọi người lắp giấy mực, em đã chuẩn bị giấy mực ở đây. Thứ hai đó là em hướng dẫn mọi người vệ sinh đầu in đối với máy này, đây là một bước cực kỳ quan trọng. Thì đầu tiên em hướng dẫn mọi người lắp giấy mực trước. Đầu tiên em sẽ hướng dẫn mọi người lắp giấy mực. Thì để lắp giấy mực thì gồm một, đây là những cái trục đi kèm theo máy, đây là hai trục gắn trục mực, còn đây là trục lắp giấy đi kèm theo máy. Rồi mình mở nắp máy lên bằng cách là nhấn vào hai bên, mọi người thấy hai nút chân chân này, nhấn vào tai hai bên tai này, nhấn nhảy nó lên. Thứ hai mình bật cùng đầu in lên. Đây là loại lắp giấy, mọi người thấy đây là cuộn giấy đó, mặt giấy là ép xuống thế này, mình luồn lắp giấy qua. Phía sau mọi người có thể thấy là phía sau này nó có một cái rẫy. Đây, rẫy phía sau này thì mình để cái cục lắp giấy phía sau, rồi phía sau. Ok. Rồi mình sẽ luồn giấy qua cùng đầu in bằng cách đây. Mọi người chú ý là ở đây có cái thanh nạp giấy màu xanh có thể đẩy ra để vào. Mục đích là mình có thể để cho mình cố định lại cái cổ giấy của mình. Mình nới rộng ra sau mình luồn ra, rồi mình luồn giấy qua. Sau đó mình bóp cái này lại vừa khít với cổ giấy. Mọi người lưu ý là vừa khớp với cái cổ giấy mình đang xài nha, để cho giấy không bị chảy ra chảy vào lúc mà lúc in nó sẽ làm lật giấy. Đây hai cái màu xanh này, mọi người chú ý. Như vậy là mình đã lắp xong giấy. Tiếp theo em sẽ hướng dẫn mọi người lắp mực. Em đã chuẩn bị sẵn một cuộn mực ở đây. Thì mình cũng phải chú ý là mực của mình đang xài là mực inside hoặc outside, tùy theo loại mực mình sử dụng. Mình có thể test bằng cách là lột một con tem trên giấy, mình dán lên mực, ví dụ như mình dán vào mặt trong mực không có mực nha, rồi còn mình dán vào mặt ngoài của mực, nên mọi người có thấy là có mực, thì nghĩa là mực này là mực outside, mặt mực nằm phía bên ngoài. Thì mực quần mực nó sẽ, mặt mực sẽ úp xuống mặt giấy. Mọi người chú ý để lúc mà tỏa nhiệt lên thì nó có mới thể ra chữ ở đây. Thì ở đây thì cũng có hai lõi, khu vực dưới này là mình để lắp mực, còn trên là mình để lắp lõi thu, lúc in xong nó sẽ cuốn giấy đi ra ngoài, cuốn mực đi ra ngoài, mình gắn vào. Mọi người chú ý đây có cái khớp, có khớp màu xanh, mình tương ứng với là cái khớp vuông này, gắn vào đây, mình để mình sẽ gắn theo chiều này. Rồi mọi người để vào khớp màu xanh trước, sau đây có cái rẫy ở đây, đẩy vào nghe cái thật cái là nghĩa là đã vào khớp. Rồi thứ hai là mình gắn cái lõi thu, khuôn mực lúc nào cũng đi kèm theo cái lõi thu đấy, mình cố định vào, sau đó gắn ở trên này tương tự như ở dưới, gắn vào lõi vuông trước, đây có rẫy, mình đẩy xuống là đã vào. Thì cái này mình có lúc mà mình sẽ cuốn mực lại. Cuốn mực lại thì bằng cách nên là em sẽ giới thiệu mọi người cách dễ, đó là mình có thể lột một con tem, sau đó mình cố định, mình dán vào cái trục giấy này, mình cuốn lại, cuốn lại cho căng mực lên. Đấy, cuốn lại, sau đó mình lúc hoàn thành lắp giấy mực xong, mình đóng lại in xuống. Rất là đơn giản đúng không mọi người? Thì vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người xong các bước lắp giấy. Thì mọi người chỉ cần chú ý là lắp đúng mặt mực, đưa vào đúng khớp. Thứ hai về giấy thì mọi người nhớ đưa đi qua cái rẫy màu xanh, như vậy cái rẫy màu xanh này, để cố định lại giấy. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bước lắp mực. Tiếp theo em làm luôn cái bước vệ sinh đầu in đối với máy này. Thì để vệ sinh đầu in đối với máy VIN 412 PAI cộng này, thì đầu tiên đó là mình tháo mực ra. Mọi người tháo mực ra, cuốn lại giấy. Mọi người nhớ lưu ý là tắt máy in trước khi mà mình vệ sinh đầu in nhé. Rồi để các dụng cụ để vệ sinh, thứ nhất bao gồm đó là cồn 90 độ, thứ hai đó là bông gòn, bông y tế. Hai thiết bị này, hai thứ này mình có thể mua rất là dễ ở bên ngoài, vào các quầy thuốc tây hoặc là mua bên ngoài. Để vệ sinh thì em sẽ chỉ lại cái vị trí của đầu in, thì mọi người có thể thấy đây là nguyên cùng đầu in của nó. Chi phí của đầu in này mà nếu bị xước hay rất là mắc, có thể tới 1/2 giá máy, nên mình phải bảo quản kỹ. Thì đây là vị cùng đầu in, đây là đường sân sân, đây mọi người có thể thấy đây này có đường inox chạy thế này, đường bạc chạy thế này, không phải chất liệu inox nhé. Đi để vệ sinh là mình dùng bông gòn, rồi dùng cồn, mình tẩm một lượng cồn vừa đủ lên, sau đó mình vệ sinh. Mọi người lưu ý là mình chỉ có lau qua một lần, không được trả qua trả về. Tiếp theo mình lấy một cái bông gòn khác,
mình cộng thêm một người còn vừa đủ nữa. Mình lau. Mình lau một vài lần tới khi bông ngòn trắng, nghĩa là đầu in là sạch. Tiếp theo nhân tiện mình lau luôn cái trục ruler ở phía bên dưới này. Đây là vị trí, đây là vị trí để mà mình tiếp xúc với đầu in nhiều nhất. Lau sạch. Mình đợi khoảng 30 giây đến 1 phút sau thì bông ngòn cái cồn nó sẽ bay hơi, tại vì cồn rất là nhanh bay hơi. Mình có thể rồi sau đó mình lắp lại giấy mực. Sau đó mình lắp lại giấy mực. Lắp lại giấy mực. Đó rồi in xuống. Xuống mình có thể sử dụng bình thường. Cái thời gian để mình vệ sinh thì các bạn có thể là 3 ngày, hoặc là nếu mà in ít thì mình có thể là 1 tuần, hoặc là có thể là mình in từ 3 đến 5 cuộn giấy, mình tháo giấy thay mực, mình có thể nhân tiện mình vệ sinh một lần, tại vì nó không mất thời gian nhiều. Vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người cách lắp đặt giấy mực cũng như là cái việc vệ sinh đầu in với máy để mình có thể là bảo quản máy tốt hơn, độ bền máy cao hơn, không cần phải bị giữa chừng mình đang in mà gặp sự cố. Thì nếu mọi người có thắc mắc hay là cần hỗ trợ thêm, mọi người có thể liên hệ tới số hotline của công ty Thế Giới Mạng Vật qua số 1900 3438, hoặc là có thể là truy cập vào đường link bên dưới để biết thêm thông tin và có thể liên hệ. Công ty Thế Giới Mạng Vật sẵn sàng hỗ trợ mọi người. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.